Vâng, chào mừng quý cô chú và anh chị lại quay lại với lại kênh YouTube của Nguyễn Thanh Cương, nơi chia sẻ về các dự án cơ năng triển khai và các bất động sản do nhà đầu tư bán lại. Và xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã dành thời gian để theo dõi những clip trước đây của Cương, đúng không ạ? Và hôm nay thì Cương lại tiếp tục xin phép để chia sẻ với lại quý cô chú và anh chị trong cái series nhận biết những dự án bất động sản tiềm năng. Thì hôm trước Cương có chia sẻ về cái yếu tố thương hiệu của chủ đầu tư rồi đấy. Thì trước khi mà vào chia sẻ và trước khi mà lựa chọn chia sẻ cái phần mà của ngày hôm nay ấy, thì Cương xin nốt lại là gì ạ? Chúng ta sẽ có 7 cái ý mà cần lưu ý để nhận biết một cái dự án bất động sản tiềm năng. Cái yếu tố đầu tiên ấy, thì đó chính là cái yếu tố về pháp lý, đúng không ạ? Yếu tố thứ hai ấy, là cái thương hiệu của chủ đầu tư có đủ tiềm lực tài chính và có tầm ảnh hưởng hay không. Cái yếu tố thứ ba ấy, thì đó chính là cái vị trí có gì nổi bật. Và yếu tố thứ tư ấy, thì đó chính là cái quy mô quần thể của cái dự án đấy, đúng không ạ? Và cái thứ năm ấy thì đó chính là về cái tiện ích nội ngoại khu có gì nổi bật, nghĩa là tiện ích liên kết vùng có gì nổi bật. Và ý thứ sáu ấy thì đó chính là thiết kế công năng sử dụng của cái bất động sản đó. Và cái thứ bảy đó chính là gì ạ? Đơn vị quản lý và vận hành đó. Thì bảy cái yếu tố này là quý cô chú và anh chị cần phải 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 tìm hiểu, bởi vì mỗi một cái ấy, nó sẽ làm gia tăng cái giá trị bất động sản đấy. Ví dụ như là về pháp lý thì ở cái yếu tố pháp lý ấy, nó sẽ làm cho cái bất động sản của chúng ta nó an toàn. Và ngày hôm nay thì Cương sẽ chia sẻ về cái yếu tố về pháp lý, đúng không ạ? Lời khuyên của Cương dành cho những cái nhà đầu tư bất động sản mới ấy, thì chúng ta nên quan tâm về yếu tố an toàn hơn là chúng ta quan tâm về yếu tố về lợi nhuận. Tại vì chúng ta để ý quá về lợi nhuận ấy, mà bất động sản đó đầu tư không an toàn ấy, thì chúng ta mất luôn cả gốc. Vậy gốc chúng ta không còn thì chúng ta là không không nên nghĩ đến cái chuyện là yếu tố là lợi nhuận, đúng không ạ? Vậy thì tất nhiên rằng là ấy, có nhiều người nói rằng là phải liều, đúng không ạ? Vâng, tất nhiên là chúng ta phải liều rồi. Liều thì chúng ta sẽ ăn nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta hãy liều trong cái sự hiểu biết. Và đối với tất cả những cái nhà đầu tư bất động sản thành công ấy, thì họ đều liều khi nắm 90% những cái thông tin dành cho cái cơ hội thắng thì họ mới liều. Vậy thì ở đây là gì ạ? Họ là liều trong sự hiểu biết, và ở bên ngoài chúng ta nhìn thì họ là liều thôi, nhưng thực ra là họ không liều đâu ạ. Họ đã nắm đầy đủ những cái thông tin rồi và họ có được những cái yếu tố để họ phân tích. Vâng. Như Cương được biết ấy, thì là để mà ra được một cái dự án bất động sản ấy thì thường là nó sẽ có khoảng hơn 10 cái loại giấy tờ. Và để mà triển khai một cái để lo được những loại giấy tờ này ấy, thì chủ đầu tư thường sẽ mất là từ ấy, 3 năm cho đến 7 năm. Và những chủ đầu tư nào có tiềm lực tài chính mạnh, có những cái yếu tố để dẫn dắt thì sẽ mất khoảng là 3 năm, còn thường thường thì sẽ còn là tầm 5 năm, và nếu mà chậm và nhiều yếu tố khác thì nó sẽ là liên quan đến là khoảng tầm là 7 năm, đúng không? Vâng. Đấy, thế thì nhưng mà chúng ta cần quan tâm là gì? Chúng ta cần quan tâm bởi vì khi mà một cái dự án ra thì nó có rất nhiều loại giấy tờ đấy, và để mà chúng ta đòi hỏi thì chắc chắn là chủ đầu tư họ không bao giờ họ sâu, họ không bao giờ họ đưa ra. Thế tuy nhiên thì pháp luật nhà nước có quy định rồi, đúng không ạ? Đó là cái điều mà 55 của Bộ luật bất động sản năm 2015, thì đối với lại nhà ở cao tầng thì phải xây xong cái phần móng thì mới được ký hợp đồng mua bán. Còn đối với lại cái nhà ở thấp tầng ấy thì là xong cái hạ tầng. Hạ tầng đây được hiểu là gì ạ? Là xong hệ thống đường, hệ thống điện, đúng không? Hệ thống đường dẫn điện và hệ thống thoát nước. Đấy, nói chung là hạ tầng xong. Và đối với những cái bất động sản của yếu tố xây dựng mà dưới nghĩa là cái mà diện tích xây dựng mà dưới 500 mét ấy thì là sẽ không cần phải xin giấy phép xây dựng. Quý cô chú anh chị lưu ý nhé. Vậy thì ở những cái thời điểm gần đây ấy, thì quý cô chú anh chị thấy rằng ấy, cái luật bất động sản ấy được nhà nước mình làm rất là nghiêm và rất là chặt, cho nên là những cái bất động sản ấy ở cái thời điểm mà từ năm 2018 trở lại đây ấy, thì cái khối lượng dự án ra hàng ấy nó rất là thấp, nó rất là thấp. Và thường thì là những cái chủ đầu tư phải thực sự là rất là mạnh về tài chính thì họ mới đủ khả năng để có thể là ra hàng, và cái có những cái quỹ đất tốt để mà ra hàng. Cùng với đó nữa là cái năm 2019 ấy, thì là ấy, nó là cái chu kỳ đánh thuế 5 năm một lần xảy ra của nhà nước, nên là từ cái năm mà 2019 sang 2020 thì nó có một cái lần đánh thuế nữa. Và như thế thì ở những cái vị trí mà thuế nó tăng cao ấy thì nó làm cho cái khả năng của chủ đầu tư ấy cũng phải chứng minh được khả năng về tài chính là gì, là bắt đầu nộp thuế thì bắt đầu mới triển khai được, đúng không ạ? Có rất nhiều những chủ đầu tư ấy đã phải gấp rút nộp thuế luôn ở giai đoạn 2019 đấy để sang đến 2020 hoặc là 2021 họ mới triển khai dự án. Tuy nhiên thì có những chủ đầu tư chưa kịp thì đến lúc mà sang 2020 hoặc 2021 mà
đóng thuế ấy, thì cái thuế bị đóng nó đội lên cao rồi thì cái giá bất động sản nó sẽ leo thang, và đó cũng chính là một phần trong những cái yếu tố mà vừa rồi ấy, cái giá trị giá bất động sản nó cũng là leo thang, ngoài những cái yếu tố là dòng tiền trong dân còn nhiều chẳng hạn, ví dụ là như vậy đúng không? Đấy đấy thì là một số những cái thông tin mà Cương chia sẻ về 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 yếu tố pháp lý mà quý cô chú và anh chị cần phải lưu ý. Thế tuy nhiên ấy thì đợt gần đây thì quý cô chú anh chị cũng thấy rằng là có rất là nhiều những cái mà dự án ấy theo cái hình thức là văn bản thỏa thuận đúng không, hoặc là đăng ký nguyện vọng để mua. Vậy thì những cái dự án ấy là những dự án như nào, là những dự án mà ấy, chủ đầu tư hiện tại còn đang là ấy, còn một số những cái mà pháp lý đủ điều kiện nữa để ra hàng. Cứ lấy một cái ví dụ như này ạ, có những cái dự án mà đã có quy hoạch rồi đúng không ạ, đã có cái quyết định chủ trương đầu tư rồi và đã có đóng thuế rồi, đã giải phóng mặt bằng rồi, đã có mặt bằng rồi. Đấy, thế nhưng mà trong quá trình đấy thì ví dụ như là đối với lại nhà chung cư ấy, thì họ sẽ phải mất khoảng tầm 6 tháng cho đến 8 tháng tùy theo cái thiết kế của tòa nhà để triển khai làm móng đúng không? Và như cơ chia sẻ đó, phải xong phần móng thì lại mới được ký hợp đồng mua bán. Vậy thì có rất là nhiều khách hàng ấy, đợt vừa rồi có gọi điện cho Cương rằng ấy dự án chưa đủ điều kiện pháp lý mà anh chị tìm hiểu rồi thì là rất nhiều người đã chia sẻ rằng là chưa đủ ký hợp đồng, chưa đủ ký hợp đồng thôi anh chị là chờ đến khi nào ký hợp đồng mới mua. Vâng thì chắc chắn rồi ạ, để mà đủ điều kiện ký hợp đồng mua nó là an toàn nhất. Thế tuy nhiên ấy thì ở điểm này thì Cương cũng xin lưu ý với lại quý cô chú và anh chị rằng là nếu như chúng ta tìm hiểu chắc chắn ấy, thì chúng ta có sẽ có cơ hội đó là chính là gì, như cái phần trước mà Cương chia sẻ tại sao Cương lại lựa chọn chia sẻ về yếu tố về chủ đầu tư trước, bởi vì nếu như mà chủ đầu tư đã có thương hiệu rồi, có tầm ảnh hưởng rồi đúng không, và họ đã xây dựng nhiều những cái dự án rồi thì họ sẽ không đi đánh đổi một cái dự án thành phần của họ để mà làm mất đi cả một cái hệ sinh thái của họ đúng không? Đấy, Cương lấy một số cái ví dụ là ở những cái khu đô thị, ví dụ như là nó có quy mô rộng khoảng cỡ chừng là 200, 300 hoặc là 400 hecta, và họ có những cái dự án thành phần rộng khoảng tầm là 2 đến 3 hecta đúng không? Bởi vì sao, họ phải chia nhỏ cái dự án thành phần ra để họ lo yếu tố pháp lý, và họ lo đến đâu thì họ sẽ triển khai đến đấy. Đấy, thế cho nên là có nhiều người thì bảo rằng cái dự án bây giờ chưa được ký hợp đồng mua bán thì là chưa nên mua. Thế tuy nhiên thì cũng thưa thật với lại quý cô chú anh chị như này này. Chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chủ đầu tư họ triển khai dự án ở cái thời điểm mà đăng ký nguyện vọng hoặc là văn bản thỏa thuận như thế thì họ sẽ không thu nhiều tiền của quý cô chú anh chị. Có những dự án mà quý cô chú anh chị sẽ nhìn thấy là họ chỉ thu có là gì à, 50 triệu đặt cọc hoặc là ký văn bản thỏa thuận ấy, đăng ký nguyện vọng mua ấy, thì là nó sẽ rơi vào khoảng cỡ chừng là 10 15% thôi, và đến khi mà được ký hợp đồng mua bán ấy, thì chúng ta mới phải đóng tiền. Có đúng không ạ? Vậy thì cái rủi ro ở đây là gì? Thực sự là không không cao so với những cái mà ấy, được và mất ấy, thì chủ đầu tư họ sẽ không đánh đổi. Họ sẽ không bao giờ họ đánh đổi những cái mà nghĩa là họ sẽ không bao giờ họ đánh đổi là cái thương hiệu, cái uy tín của họ và rất nhiều những cái dự án thành phần ở đằng sau đó để mà lập 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 lờ trong cái yếu tố rằng ấy, thu tiền của khách hàng, có đúng không ạ? Vâng, đấy. Thế còn nếu như mà chúng ta chờ đến khi mà ký hợp đồng mua bán thì cũng được thôi ạ. Và có những anh chị khách hàng cũng đã chấp nhận rằng ấy, chờ đến khi ký hợp đồng mua bán. Thì tuy nhiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy bài toán đây là gì ạ? Chúng ta sẽ khó có thể lựa chọn được cái căn mà chúng ta ưng ý, hoặc chúng ta sẽ phải mua lại với cái giá chênh, như là chênh lệch so với lại cái giá gốc của chủ đầu tư. Để tùy theo thị trường, có thị trường thì sẽ chênh khoảng tầm 50 triệu, 30 triệu, hoặc là có thị trường thì là có những cái căn đẹp ấy, thì sẽ là chênh khoảng tầm là 100 triệu đối với nhà chung cư đúng không? Còn đối với lại những cái dự án thấp tầng thì có thể là sẽ là chênh cao hơn, chênh 500, 1 tỷ, thậm chí là tỷ rưỡi, 2 tỷ đúng không? Đấy, thì đấy là một số những cái mà Cương chia sẻ. Thì rất là mong là quý cô chú và anh chị sau khi mà nghe cái phần chia sẻ này của Cương mà có những cái ý kiến ấy, hoặc có những cái đề nghị, có những cái phần mà Cương chia sẻ mà quý cô chú cảm thấy anh chị thấy rằng là nó có cái gì đó mà chưa rõ ràng đúng không ạ, chưa 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 rõ, thì quý cô chú và anh chị có thể là comment ở dưới đúng không ạ, và Cương sẽ trả lời lại những cái thắc mắc của quý cô chú và anh chị. Vâng, xin cảm ơn quý cô chú và anh chị.